Được Mày mà. về là cà phê. Thề luôn á. Giờ cho mình lưỡi nào cũng được. Đúng không ạ? Để trước này. Rồi cả nhà đợi bên em một xíu nha, bên em đang bổ sung thêm hàng nha mấy chị ơi. Rồi Trần Dung ok nha, mọi người ơi đợi đợi xíu nha, bên em đang thêm hàng. Đúng rồi, lại like lại nữa, hôm nay like like thêm like thêm, bây giờ like tới cỡ tầm 12 giờ. Hôm nay mình chiến tới tới đêm luôn mấy chị ơi. Trời ơi, cái đầu tóc em như một con điên rồi mấy chị ơi. Khổ quá mà. Cảm ơn là Đức Minh ơi. Chỉ có nửa cái là không ship thôi, một cái vẫn ship nha. Mai like luôn, một ngày like ba cử mà. Châu bò mà cả nhà ơi. Trưa xong rồi tối giờ khuya ba cử. Rồi ok Vũ Đào nè. Cảm ơn là Đức Minh. Buồn ghê, theo dõi mấy bữa không chốt được cái nào hi hi. Để chị mở Bluetooth máy của chị cũng được. Xem mà bị nghiện luôn ấy chị, em mua nhiều. Ôi giời ơi, mùa đông sắp tới rồi, mua tiệc ga đi Thủy Tích ơi. Trời ơi, đầu tóc bây giờ không còn tự tin nữa mấy chị ơi. Lúc mới la thì nó lung lên mà bây giờ nó như một con điên rồi. Ủa Phương Phương Linh bữa đặt rồi chưa thấy hả? Cảm ơn bẹp cai. Dạ em ở, sắp em ở Gia Lai nha chị ơi, em thấy chị Huỳnh Huệ Huệ nha. Nào chia sẻ like cho em nào các chị ơi. Được chị em. Cảm ơn chị. Adnot hả? Hả? Adnot hả cái gì? Tên Bluetooth đó. Better speaker.
À bây giờ em lên lại để bên em bổ sung thêm hàng à mấy chị ơi. Để bên em bổ sung thêm hàng rồi like tiếp nè. Giúp bạn lấy giúp bạn. Dạ được luôn nha chị ơi. Mà chốt 3 áo lấy 2 áo được nha chị Phương Thúy nha. Cái nào cũng đẹp cũng mua hết. Trời ơi hàng bên em thì hôm nay đẹp nhất nát luôn mấy chị ơi. Hôm nay bây giờ đang bổ sung thêm hàng nữa nè. Ừ. Huyền Phạm nếu mà không vừa được bổ chị Huyền Phạm ơi, có những cái nào mà hàng lỗi á, những hàng lỗi thì bên em mới đổi nha. Tại vì không vừa thì cái đó là đó là mọi người phải nghe số ký em báo nè, và vừa thì hãy chốt. Còn chứ mà ý là nếu mà vì không vừa mà đổi thì mấy chị nghĩ xem là một cái áo bên em lời rất là ít luôn. Nếu mà khi gửi đi xong rồi gửi về nữa là tốn rất là nhiều phí ship nha mấy chị nha. Chị Nhi Lê ơi, có khi là chị cho bị sai số điện thoại luôn á, đặt lâu ghê tôi không nhận được. Chị Hoan thì đặt chị Hoan thì đang ơi đặt lâu ghê hả chị, đặt ấy là chưa có ai điện thoại cho chị chốt hàng hay sao vậy chị? Cô ơi, lấy sĩ thì chị Suri Hà, điện thoại lên số hotline trên Facebook nha chị ơi. Facebook được chưa? Được chưa? Xong chưa? Ok, lên sóng đi em. Em điệu lắm luôn, điệu là nghề của em mà mấy chị. Bì cho em, lấy thêm bì vào đây này. Cảm ơn chị Phương Thúy. Rồi các tình yêu ơi, chia sẻ bàn tay lên cho em nào. Để bắt đầu bóc phiếu đi em. Giấy, cái kính đó là cái kính kính vía của em mấy chị ơi. Nào chia sẻ mạnh tay nào, đợi em một chút em chia sẻ nhẹ cái đã nha mấy chị ơi. Để em vô em xin chào các chị nè. Em vô em xin chào mọi người nha, em fan của em là Hoa Phạm nè. Anh gọi anh. Xin chào. Thế mà anh thảm, anh thảm, nà mà thai. Khi nào mang thai? Đàn ông mà có sức ngày nào mang thai không à? Khổ thiệt á. Người ta chào chị Thái Lan mấy mát. Nào chia sẻ nào, chia sẻ mạnh tay livestream cho em nào. Xin chào chị Tuyết Nguyễn, xin chào chị Nhi Lê. Rồi các chị ơi, chia sẻ nào, chia sẻ để bên em bắt đầu lên hàng. Và bên em sẽ tặng tặng siêu phẩm nha. Cái chỗ chật chội, một cái chui ở đây chi vậy ta. Không hiểu nổi luôn á. Tham ăn thai. Tham ăn thai. Con, tao chửi mày là con điên đó. Xin chào nha Siro. Rồi anh chị nhanh tay chia sẻ, nhanh tay chia sẻ nào. Ok mà nhanh tay chia sẻ để mình được một phiếu nha. Ai đã chia sẻ comment từ đã chia sẻ để mẫu bắt đầu cho phiếu nha các bạn ơi. Ok mà. Rồi Tấn Kiệt vô, Tấn Kiệt hài đi. À hài. Rồi xin chào cái đi Nguyên nha. Tự ơi, bây giờ Tấn Kiệt tối rồi các bạn ơi. À, để hàng xóm ngủ, mỗi lần mà Tấn Kiệt cất cái giọng nói của Tấn Kiệt lên, bảo đảm là ngày mai sẽ có 5 đến 6 cục đá trên mái nhà. Thật là dễ thương, cục đá đó rất là nhỏ, cục nào cũng đó cỡ như cục gạch. Rồi ok, bắt đầu cho con chơi nha. Rồi ai đã chia sẻ comment từ đã chia sẻ. Thúy Nguyên một phiếu. Rồi Hương Ngô một phiếu. Rồi nha Siro một phiếu. Em cho vô trước màn hình cho mọi người coi luôn nha. Rồi Thúy Nguyễn nè. Rồi tiếp tục Trăng. Rồi Suri Hà một phiếu ạ. Cho em phiếu nha. Đặng Ngân Chi một phiếu. Rồi tiếp tục Đặng Ngân Chi một phiếu. Ngân Văn một phiếu. Nguyễn Văn che nội. Nguyễn Văn xin lỗi, sorry, I'm happy day. Rồi tiếp tục nào, chia sẻ lên dần nhanh và chia sẻ một lần lên trên hội nhóm cho em ạ. Rồi Mimi hả, nói tiếng Hàn Quốc hả, rầu nói đến tiếng Hàn Quốc tôi nói lại cho nghe xem. Son Lũng coi như hỏng, ai mà dịch ra được câu này tặng cho một cái áo không đồng. Son Lũng coi như hỏng dịch ra tiếng Việt Nam là gì ạ? Rồi cái nhà ơi, Son Lũng coi như hỏng dịch ra tiếng Việt Nam là gì ạ? Rồi cho em một phiếu hả? Hoàng Ngọc Trang một phiếu nè, Hằng Gia một phiếu nè, Nguyễn Văn một phiếu nè, rồi Lâm Nguyên một phiếu nè. Em ơi tích cực rồi, dùm anh ba bạn ghi đi, ba bạn ghi phiếu giúp anh ạ. Anh còn một phiếu ba bạn ạ. Chia sẻ càng nhiều sẽ được càng nhiều phiếu nha mấy chị ơi. Huyền Trang một phiếu nè, rồi Nguyễn Hằng một phiếu nè, Vũ Đào một phiếu nè, Tham An Thảm Thảm, Thủy Tích một phiếu nè, trời Thủy Tích ơi, So Khanh Huỳnh một phiếu nè. Rồi chào chế Nguyễn Trang nè, chào Suri Hà, em có chưa? Suri Hà anh có rồi nha cưng ơi. Rồi ai chia sẻ rồi, các bạn chia sẻ nhiều thì Tuấn Kiệt cho 4-5 phiếu nha, cái cơ hội trúng mình càng cao nha. Các bạn chia sẻ một lần lên trang cá nhân, hai lần lên trang cá nhân hoặc 1-2 lần hội nhóm giúp em nha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Theo lệ luật chơi rất là đơn giản,
các bạn chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân và ấn cho tôi kiệt nút like là bắt đầu mình nhận quà, ok không ạ? Rồi, con siêu phẩm này cả nhà có thể mang được. Chiếc áo này tuổi từ khoảng cỡ 2 tháng tuổi cho tới 180 tuổi nha mấy chị ơi. 2 tháng tuổi cho tới 180 tuổi là anh chị có thể mang được chiếc áo này được ạ. Ok không ạ? Rồi, bắt đầu tiếp tục. Cừ cái con khỉ chứ cừ. Rồi, tiếp tục máy chế quay lại. Quay lại mấy chị, là em sẽ ngồi gần cái điện thoại tí nữa nha. Rồi, sau rồi, bạn chị Trần Dung một phiếu nè. Rồi chị Nguyễn Nguyễn một phiếu nè, chị Như Lê nhà một phiếu nè. Rồi. Rồi chị Tiên Thanh một phiếu luôn. Rồi chị Yuli một phiếu luôn ạ. Rồi bắp cải, bắp đậu, rồi bắp nếp. Bắp thì nguyên một dàn bắp cải vô luôn. Một phiếu. Tiên Thanh một phiếu ạ. À, Son Thuận coi như hỏng. Rồi, tiếp tục ạ, Trân Hoan Thi Đặng một phiếu ạ. Rồi Vũ Long một phiếu, Long liệu đẩy lên 400 trước kia nào. 400 bắt đầu bóc phiếu nha mấy chế nha. Chia sẻ mạnh ạ. Nghe chị Bi một phiếu. 400 bắt đầu bóc phiếu nha mấy chế ơi, 400 bắt đầu bóc phiếu nha. Rồi nhanh tay nào. Nhanh tay ai chưa có phiếu hãy nhanh tay vào chia sẻ livestream, chia sẻ chưa nha. Rồi bây giờ Tuấn Kiệt sẽ kết lại thể lệ luật chơi này. Hình Huệ Huệ một phiếu. Rồi các bạn vào trang cá nhân của Tuấn Kiệt, chưa kết bạn ấn từ kết bạn. Rồi coi chưa kết bạn mình ấn từ kết bạn, xong sau đó mình vào cái livestream Tuấn Kiệt nha. Rồi Tuấn Kiệt này livestream này, từ từ nha các bạn nha. Đây ạ. Hiện tại là Tuấn Kiệt đang phát livestream ở khung giờ là 20 giờ, 22 giờ. Xong anh chị thấy cái từ chia sẻ bên trái màn hình, bên trái màn hình anh chị ấn vô nút chia sẻ, xong anh chị chia sẻ lên nhóm giúp em, rồi anh chị chia sẻ đâu chia sẻ, rồi chia sẻ về tường, về trang cá nhân gì đó đó. Rồi ok mà cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Rồi bây giờ đặt móc lên 400 anh bắt đầu Tuấn Kiệt đọc và bắt phiếu cho mấy chế nha. Rồi lên 400 Tuấn Kiệt sẽ xuất hiện một con mặt quỷ cả nhà ơi. Lên cho Tuấn Kiệt 400 Tuấn Kiệt sẽ kể cho cả nhà một câu chuyện mặt quỷ, và mặt quỷ đó sẽ xuất hiện trong vòng 400 anh chị ạ. À. Mặt quỷ là ai ạ? Không ngồi đó ngồi khác là ai ạ? Rồi tí nữa Tuấn Kiệt sẽ xem nha. Lên 400 anh chị Tuấn Kiệt sẽ cho mặt quỷ bắt đầu phiếu tiếp với Cường An. Ngô Yến một phiếu này, Jumari một phiếu này. Đã chia sẻ rồi, bắp cải bắp ơ một phiếu này. Ngô Yến một phiếu này, Âu Nguyên một phiếu này. Nguyên Lâm luôn một phiếu này. Rồi, nhanh tay lẹ chân giùm cho em, chia sẻ đi, chia sẻ nào. Nhanh tay chia sẻ giùm cho em, chia sẻ là có quà, không sẻ, xe chim giùm cho em. Rồi, mấy chế nhanh tay chia sẻ chim giùm em nha mấy chế. Mấy con quỷ thôi, mấy xe chim, xe ơ, mấy quái lắm. Mấy cười quái. Lên Thu Hà Lê một phiếu. Nghe chị Bi có phiếu rồi. Cái chia sẻ càng nhiều phiếu là có tình yêu ơi. Mấy chế ơi. Hát like dữ. Rồi xin chào Ngọc Xuân nha. Rồi lên một phiếu, tiếp tục nào phiếu. Lên cho Tuấn Kiệt 400 anh chị. Bắt đầu Tuấn Kiệt bắt phiếu nha các bạn nha. Ok mà. Nhanh tay chia sẻ giùm cho em, chia sẻ là có quà, không xe không có quà. Live stream giùm cho em, tiếp tục chia sẻ đi, kết bạn với Kiệt mà có thấy trả lời đâu. Rồi chị Nguyễn Hằng, tí nữa em ra em block chị. Ôi, tí nữa em ra em kết bạn với chị. Em chia sẻ tỷ lần luôn. Rồi giả quỳ nè, trời ơi giả quỳ một phiếu nha. Rồi lên 400 anh chị, bắt đầu Tuấn Kiệt sẽ lộ diện cái mặt Tuấn Kiệt nha. Rồi lên 400 Tuấn Kiệt sẽ lộ diện cái bản mặt của Tuấn Kiệt ạ. À, vui quá Tuấn Kiệt hả? Rồi ok, Chi Lan một phiếu nè, Ly Lưu một phiếu nè, Đào Thị Tuyền một phiếu nè, Su Su hả? Su Su là một loại trái cây, quên, Su Su là một loại trái nấu canh, người ta gọi là Su Su. Rồi xin chào Su Su nha. Rồi bắp cải bắp ơ hả? Rồi bà gì? Bà Lý hả? Rồi con chào bà Lý nha. Bà tôi đưa ta ra đâu là một mình ba đôi cả chơi đánh to 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 to. Rồi xin chào bà Lý ạ, xin chào và xin chào. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Rồi tiếp tục là Lâm Nguyên một phiếu nè. Trương Thị Tiến lên 400 bắt đầu Tuấn Kiệt sẽ lộ diện khuôn mặt mà đầy khả ái. Khuôn mặt tôi nói mà ác nhất thế hệ, mà tôi nói là từ hoàng hậu cho tới mỹ nương, mà nói chung là quý phi là chưa có mặt nào mà ác như mặt Tuấn Kiệt. Lên 400 Tuấn Kiệt sẽ lộ diện cái mặt của Tuấn Kiệt ra cho anh chị xem, cái bản mặt của Tuấn Kiệt nó xấu cỡ nào. Rồi cho em thêm một phiếu nữa hả? Nga Chi Bi một phiếu, Mai Nguyên một phiếu, Giả Quỳ một phiếu, Trần Kiên Liên một phiếu, rồi Kiều Trần một phiếu. Rồi nhanh tay. Rồi xe chim xe ơi giùm cho em. Rồi lên 400 Tuấn Kiệt. Rồi chung mấy bà nghe chi live xe chim xe ơ, mấy bà phá nó là cười hoài à. Rồi lên 400 Tuấn Kiệt sẽ lộ diện cái bản mặt của Tuấn Kiệt nha. Rồi lên 400 Tuấn Kiệt sẽ live stream và Tuấn Kiệt sẽ lộ diện cái bản mặt của Tuấn Kiệt. Rồi nhanh tay. Rồi Ngô Yến một phiếu nè, Huyền Trần một phiếu nè, Vi Loan một phiếu nè, Vĩ Loan một phiếu nè, Mai Nguyên một phiếu nè. Nhanh tay, chị nào chưa có phiếu ạ? Mr. Trần,
Owen, Mỹ Trần, trời ơi, công nhận anh Kiệt vui tính thiệt hả? À rồi cảm ơn Bắp Ngô nha. Trời ơi, Bắp Ngô, xin chào Bắp Ngô nè. Em một phiếu nữa hả? Rồi Huyền Phan một phiếu nè. Rồi Ngô Yến một phiếu nè, cho em một phiếu đã chia sẻ rồi. Lạc Trôi hả? Lan Trôi, nó nó nó, ta nan ta. Hả? Rồi, Lạc Trôi đúng không? Sau đây Tuấn Kiệt xin hát bài Lạc Trôi ạ. Mây mưa là cho con hát dở quá trời, bỏ đi. Rồi nghe Chibi một phiếu này, tụi nghe Chibi tôi nói giống như cái gì quần xì chip biết gì đó. Rồi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Rồi xin nhà đạp Huế Gia Tu một phiếu nè. Rồi cái gì, vui tính quá hả? Rồi cảm ơn Mì Lan Mì Mùi Mùi ơi nè hả. Rồi đủ 400 anh Kiệt lộ diện đi hả? Trời ơi trời ơi. Rồi ok mà. Rồi Seri Hà rồi nè. Rồi gì Sophie Nguyễn nè một phiếu nè. Cho phiếu đi anh hả? Hương Ngô cho từ đầu rồi, má ơi má, hai má má ơi. Chia sẻ hai lần cho thêm phiếu nữa nha Hương Ngô ơi. Ôi Mi Mi một phiếu nè. Rồi bây giờ bắt đầu Tuấn Kiệt sẽ bóc phiếu ạ. Gì vậy? Thấp quá. Mày ghế ngồi nè. Thăm anh thả. Thăm anh thả, anh thả. Mày cử gì mày, cử hoài mày. Tóc giọng với mặt mày luôn. Rồi em chào từ từ bút lại bẻ đắp chai nhá mẹ chơi. Nói chung là mình quên xong môi mình lấy nước mắt mình xong môi. Rồi xin chào và xin chào tất cả 420 anh chị, quên 429 anh chị tới livestream Tuấn Kiệt ngày hôm nay. Không biết các bạn vào một đi mục đích gì nhưng mà bây giờ bóc phiếu này, bóc phiếu mình thay. Tao đứng gần mày tao mất tự tin, tao phải đứng ghế. Tao phải đứng ghế cái con mẫu đó. Nam anh ta, nam ta ta. Rồi, trời ơi nó cao quá cả nhà ơi, mình phải đứng lên nó bằng đó. Tại mình cao quá cả nhà ơi. Tao mình đứng ghế mình tự tin đúng không ạ? Nói chung là mình đứng gần một con điên quên, mình đứng một con mẫu là mình phải đẳng cấp hơn mẫu là mình phải đứng trên ghế. Ok mà. Rồi sau này Tuấn Kiệt xin vui lòng Tuấn Kiệt sổ số nha mấy chế. Trời ơi cười như một con điên luôn, đứa nào cười như một con điên luôn. Ôi trời ơi hả? Rồi Lý Ban nha. Rồi khoai là khoai lang một phiếu rồi trời ơi. Khoai bắp quên. Khoai mà khoai được rồi. Khoai tay đi. Đã khoai là không cần lang nữa. Lang là phải là lang là phải đi với điệp. Đó, lang ơi, anh là điệp nay rầu, lang là đi với điệp. Đó. Cái mà lang mà đi với khoai là tôi nói là tầm bể. Rồi, khoai lang một phiếu luôn nè. Đúng không chế nó đúng không? Khoi là phải, quên, lang là phải đi với điệp chứ mà khoi mà đi với lang thật bở bở. Tôi nói mình nấu lên một cái tôi nói mình nó nở tà bay nó. Rồi, ok các bạn ơi, rồi mà thôi Kiệt nghe giọng thôi hả? Thôi kìa rồi, xong bây giờ bắt phiếu mới chế thôi. Rồi gì nữa đây? Trương Thị Tiến một phiếu, Kiều Trần một phiếu, Nga Chibi một phiếu. Nhanh tay, Nga Chibi rồi đúng không? Rồi bây giờ bắt đầu bắt phiếu nha, đọc tên chị nữa. Rồi chị Lý Ban hả? Trời ơi em nói nè, chị đọc đầu bà Lý rồi. Lý rồi, xin chào bà Lý, bà Lý mặt sầu. Lý mặt sầu. Tại Lý Ban đây. Rồi hello anh hả? Rồi chào Dạ Quy vợ ơi nha. Rồi. Rồi cho Dạ Quy một phiếu, Dạ Quy. Tôi có một trái táo. Trên tay là một trái táo. Tôi chặt trái táo ra người ta gọi là apple. Rồi. Lan và Điệp hẹn rau. Mấy chế nghe ngờ. Rau nói chung là em bóc chúng ai á thì người đó là được. Còn mà không trúng mà không được mấy chị đừng sân si. Rồi em bóc nghe. Đã chia sẻ cho em phiếu đây là Thuấn Thủy rồi. Thuấn Thủy phiếu chưa? Mấy em ơi. Mấy em. Sao tụi mày nhìn tao như một con điên vậy? Tao nói chuyện một mình tao lại như có một con điên rồi. Mấy em ơi nó nhìn. Mấy em ơi nó nhìn như này. Thôi bây giờ bóc phiếu cho các bạn nha. Ok mà. Rồi ok. Rồi. Ê, cho Tuấn Kiệt một phiếu đi. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Thàm anh thả. 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 Rồi, mấy chế có ai hồi hộp không? Chứ Tuấn Kiệt hồi hộp quá, con Mẫu ơi. Mẫu. Ừ, tém tém lại em ơi. Tạ Mẫu đi. Anh chủ ơi. Anh chủ cũng tém lại. Đó, anh tém lại đúng không? Nói chung là mình phải... Chơi ăn gian. À. Mày muốn không? Tao chơi, tao đứng lên cái này luôn. Tao chơi cái này luôn mày. Mày chơi tới tao sao được, mày chơi tao được tao mà. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Thôi, mình bỏ ra vài phút để mình trao đổi công việc đấy rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô cũ đây chứ. Chơi kiểu bầu cua đặt đi mấy chế, đặt 2.000 1.000 để tao nhìn gì mà nhìn. Rau đặt phiếu nha. Bầu cua nè. Số
số gì ra số gì ra cơ ra con mấy con mấy gì ra số 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 gì ra chúng nó là loại tắt thở luôn rồi bây giờ bóc phiếu rồi chứ tôi nhìn rồi xin chào và các bạn nhá, ok mà rồi cảm ơn chị rất là nhiều ạ, xin cảm ơn rồi nói giọng đĩ mấy má ơi ok na 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 má em ngày xưa đi cày bừa tía em mùng năm đi cày bừa em na 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 còn em livestream suốt cả đêm đây anh chị đọc to tiếng Việt tên này ạ, bạn này tên gì ạ? Rồi Ngô Bắp, bạn nào là Ngô Bắp quên Ngô Yến. Ngô Yến lên số nội và địa chỉ nhanh và liền. Ok mà, xin chúc mừng Ngô Yến nha. Ok mà. Vẫy tay hoa hậu đi hả? Ừ. Yeah. Vẫy tay hoa hậu mấy má chào đã. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những livestream tiếp theo ạ. Và cho tấn đứng đứng giống vịt vậy bay. Thôi nhường lại cho mẫu. Tại vì anh đã là con vịt rồi. Đúng rồi. Ông kêu là mới có mít 49 thôi mấy chị ơi. Chưa được mít rưỡi nữa. Em có mic 49 à? Rồi, lên em. Lên, rồi, chuẩn bị, tiếp tục, sẵn sàng. Rồi, Ngô Yến nè, Ngô Yến, áo này của Ngô Yến nha. Xin chúc mừng bạn Ngô Yến. Ngô Yến còn xem live thì cho số điện thoại nha bạn ơi. Của ai đây ạ? Ngô Yến. Rồi, một em siêu phẩm đầu live. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, cái này còn mạc luôn nha. Cái này còn mạc luôn. Rồi siêu phẩm này 300k chỗ ô đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cái này mà không đẹp là em không ăn tiền nè. Em nhà em đứng xa rồi mấy chị ơi. Tại vì hồi nãy vô thế mới phải đứng gần thôi. Rồi 300k. Mẹ số 257 300k. Mẹ 257 300k. 58kg đổ về mang đẹp. Mẹ 257 300k. Rồi em cảm ơn Cung Nhi nha. Chị nhận áo rồi đẹp lắm rồi. Rồi em cảm ơn Mai Hồng Ngọc nha. Hết buồn ngủ anh ơi hả? Không, còn mình nhảy liên tục mà. Rồi em cảm ơn Vũ Ngọc Quỳnh nha. Trời ơi chị nhận áo rồi đẹp lắm rồi. Trời ơi mấy chị ơi. Rồi chị nhận áo rồi đẹp lắm rồi. Trời ơi Minh Anh Nabi trời ơi. Chị nhận áo rồi đẹp lắm rồi. Đặng Ngọc Điệp. Chị nhận áo rồi đẹp lắm. Hả? Lần nào cũng ngọc hả? Rồi tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục ạ. Rồi tiếp tục đọc em. 60kg đổ về mang đẹp mẹ số 95. Mẹ số 95 150. Mẹ 95 150. Rồi mẹ em sơ à quên. Freesize nha mấy chị ơi, freesize. 170k mẹ số 93. Mẹ số 93. Mã freesize. 257 chị. Mã 257 cho chị Sơn Quý Kiều. Ê, mấy bạn mà khen áo Tuấn Kiệt nhiều quá rồi Tuấn Kiệt block nha. Rồi. Ủa, vậy sao mà các bạn ơi như bị lag hay gì vậy chứ? Hả? Ủa sao bị sao rồi ta? Hả? khen hội đồng là block nha. Rồi tiếp tục bạn đi em. 257 chứ em 993. Rồi mấy chị ơi, đừng comment nữa Ngọc 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 nè, Ngọc Ngọc Mai Anh nè. Rồi tiếp tục đọc mẹ đi em. 60 kg đổ về mang đẹp mẹ 165, mẹ 165 103, 165 103. Mã 93 cho chị Mimi. 65 kg đổ về mang đẹp mẹ 365. Mẹ 365, 100k. Bốn mươi chín ký đổ về mang đẹp mẹ 256. Mẹ 256, 150k. 256, 150k. 55 ký đổ về mang đẹp. 55 ký đổ về mang đẹp 170, mẹ số 96. Mẹ số 96, 170. Mẹ số 96, 107. Chia sẻ hả? Chúc mừng lắm. Thank you Lê Đức Minh. 65kg đổ về mang đẹp mẹ 157. Mẹ 157, 150. Mẹ 157, 150. Thấy chị Hồng Huệ nha. 157. 157. 150. Trời ơi cái này đẹp quá. Cái này đẹp quá. Siêu phẩm dạ. Dạ ép mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc quá. Rồi siêu phẩm này 300k nha mấy chị ơi. 60kg đổ về mang đẹp 300k mẹ số 235. Ngô Yến ơi hồi nãy là nhân viên kiểm tra bạn là chưa có chia sẻ nha Ngô Yến ơi. Ngô Yến hãy quay ra kiểm tra trên màn hình mình lại một lần nữa đúng không ạ? Rồi con siêu phẩm rồi là tí nữa xuống tiết sẽ tặng lại nha. Mã 165 em chốt cho chị Thảo Nguyên. Mẹ số 235 300k 60kg đổ về mang đẹp.
siêu con bẹp phẩm nhưng mà chị ơi dục cái bì ra đi. 55kg đổ về mang đẹp. 55kg đổ về mang đẹp mẹ 162. Mẹ 162 130. 162 130. Mã 157 cho chị Dương Khổng. 49kg đổ về mang đẹp 130k mẹ 161. Mẹ 161 130. Ngô Yến ơi, nhân viên kiểm tra bạn là chưa có chia sẻ hồi nãy nha, nên là quà của bạn bị tạch rồi nha. 50kg đổ về mang đẹp mẹ 167. 167 100k. 167 100k. Rồi lên cho Tuyết Kiệt 550 anh chị, Tuyết Kiệt sẽ tặng lại con siêu phẩm rồi hồi nãy nha anh chị nha. Mã 235 em chốt chị Tuyết Vũ. 63kg đổ về mang đẹp 150k mẹ 171. Mẹ 171. Mã 235 chốt dự bị cho chị Hầu Mạc. Tuấn Kiệt chào Thành Lương nè, Tuấn Thành Lưu nè, Thành Luân. 55kg đổ về mang đẹp 130 mẹ 160. Mẹ 160 130. Ôi. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi siêu phẩm này 300k free size nha. Cái này cỡ tầm 60kg, 50, 55, 60kg mang đều đẹp nha. Free size các chị ơi, 300k mẹ 173. Mẹ 173, 300k. Áo đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Thế là tập trung. 50kg đổ về mang đẹp mẹ 244. Mẹ 244, 130. 244, 130. Mã 162 chốt chị Thúy Bùi. Ô cái này bị tốt lắm rồi. Cái này bị lỗi rồi. Mã 171 em chốt chị Trương Thị Tiến. Chúc mẹ kiểm số điện thoại nha mấy chị ơi. Ừ. 60kg đổ về mang đẹp mẹ 169. Mẹ 169 130. Mẹ 169 130. 57kg đổ về mang đẹp mẹ 255. Mẹ 255. 255 120. Rồi cảm ơn mấy chị khen áo ơi, mấy chị ơi đừng khen nữa mấy chị ơi, trôi hết comment của mấy bạn kia mấy bạn ơi. Mấy bạn đừng có khen áo nữa mấy bạn ơi. Mã 173 cho chị Vũ Đào. Có gì đâu sai sai. Hả? Biết nè. Vô gì khen khen một giây luôn. Thôi mấy chị em cảm ơn mấy chị đừng khen nữa. Vì áo đẹp quá gì tàu qua tàu của thơ. Rồi ai mà khen nữa em block nha. Rồi block tiếp tục nè, block Trần Cao nè, ai mà khen là block hết. Chặn nè. Chu Trần Hoàng chặn này các bạn ơi, Tuấn Kiệt nói rồi các bạn sẽ làm bài spam nha. Rồi, cái đi. 52kg đổ về mang đẹp. Mẹ 154. Mẹ 154. 100k. 154 100k. Rồi xuất sắc quá mấy chị ơi. Chốt mã phải kèm số em để chốt hàng nha chị ơi. 63kg đổ về mang đẹp. 63kg đổ về mang đẹp mẹ 163. 163 108. 163 108. Mã 255 em chốt cho chị Vân Nguyễn Thị. 55kg đổ về mang đẹp mẹ 168 130. Mẹ 168 130. Nhân viên có chụp màn hình lại rồi nha Ngô Yến ơi, có gì bạn bị giá khen giống nhau. Ờ à, đúng rồi. Nói xài auto anh ơi, vậy hả? Mã 154 em chốt chị Hiền Nguyễn Thị Thu. 58kg đổ về mang đẹp 130k mã số 181. Mã 181 130. Trời ơi đẹp xuất sắc quá mấy chị ơi. Hàng xi nha bạn ơi. 50kg đổ về mang đẹp 180 mã 166. Mã 166 180k 166. Mã 163 chốt chị Nguyễn Thị Hằng. Số đuôi điện thoại là 993. 53kg đổ về mang đẹp 130 mã 306. 130 mã 306. Có thấy chị Nguyễn Ngọc nghe nha. 60kg đổ về mang đẹp mã số 92. Mã số 92 100k. Mã số 92 100k. Rồi ok, bây giờ Tuấn Kiệt đã 500 anh chị rồi, Tuấn Kiệt sẽ tặng lại con siêu phẩm hồi nãy nha. Ngô Yến ơi, xin chui vô bạn nha, bạn đã chia sẻ ở chế độ là bạn bè rồi nha, chiếc áo này đâu nhỉ? Rồi đây ạ, à, em tặng lại chiếc áo này đây đi. Ok. Rồi Ngô Yến ơi, bạn yên tâm đi, bên Tuấn Kiệt là công việc đó là công minh.
nên bạn yên tâm nha. Một là bạn chia sẻ ở chế độ bạn bè, còn hai là bạn mới quay ra chia sẻ, bởi vì bên Tuấn Kiệt sẽ chụp màn hình lại trước khi bạn quay ra chia sẻ, ok không ạ? Nên là các bạn yên tâm, bên Tuấn Kiệt rất là công khai, ok không ạ? Rồi bây giờ Tuấn Kiệt bây giờ Tuấn Kiệt sẽ tặng con siêu phẩm này cho anh chị nào comment nhanh nhất trong livestream ngày hôm nay ạ. Ok ạ, bóc đi chia sẻ rồi hả? Ôi trời ơi, hàng của em đẹp quá hả? Rồi cảm ơn đổ luật nha. 181 em chốt chị Quỳnh Anh. Rồi, thôi các bạn ơi, bây giờ các bạn muốn bóc phiếu hay là thôi bây giờ tặng đi, đọc mã đại đi mấy chị ơi. Rồi, mã của sản phẩm này là tặng kèm số điện thoại cho bạn nhanh nhất đầu tiên ạ. Tặng kèm số điện thoại cho bạn nhanh nhất ạ. Chiếc áo này sẽ dành cho bạn nào nhanh nhất ạ? Tặng kèm số điện thoại ạ, chị nào nhanh nhất ạ? Mã 166 em chốt chị Nguyễn Thị Hồng. Rồi, tặng kèm số điện thoại ạ. Mã 168 em chốt chị Phương Loan. Rồi, tặng kèm số điện thoại mấy chị ơi, đúng cô phép nha. Rồi, đọc mã đi, ok. Rồi, Thanh Uyên là bạn đầu tiên nè, ok không ạ? Thanh Uyên nè, rồi, Thanh Uyên nha. Rồi, Thanh Uyên nè, rồi. Ok. Nghe thử chia sẻ chưa? Rồi ok, tiếp tục đọc em. Rồi, để nhân viên kiểm tra. Tặng 63kg đổ về mang đẹp. 180 mã 175. Mã 175 180. Rồi Thanh Uyên đã chia sẻ nha, chúc mừng Thanh Uyên nha, lên 600 mình chị tặng thêm một con siêu phẩm ạ. 60kg đổ về mang đẹp mã 179. Mã 179 150k. 179 150k. Mã 306 em chốt chị Phương Loan. Trời ơi, xuất sắc quá. 53 em đổ về mang đẹp 180, chốt cho mã 180 180. Mã 180 180k, quá xuất sắc luôn chị ơi, đỉnh của đỉnh luôn. 58 em đổ về mang đẹp mã 155. Mã 155 130. Mã 155 130k. Đổ về mang đẹp mã số 94. Mã số 94 130k. Mã số 94 130. Thanh Nguyên đã chia sẻ, xin Thanh Nguyên đã chia sẻ rồi nha cả nhà ơi, đã kiểm tra rồi. Mã 180 em chốt chị Thị Nấm. Mấy chị chốt hàng kèm số điện thoại giùm em nha. Ôi xuất sắc quá, xuất sắc quá. Mã 179 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hằng. 58 ký đổ về mang đẹp. Siêu phẩm này 200k, mã 303. Mã 303 200k. Trời ơi, cái này đẹp lắm không mấy chị ơi. 303 200k. 52kg đổ về mang đẹp. Mã 183. Mã 183 120. 183 120. Mã 94 em chốt chị Sương Đoàn. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo cho mẫu mang một con siêu phẩm trên người các bạn ơi. Ok mà, con siêu phẩm này là màu rêu. Tôi Kiệt đang bán với giá là 300k con siêu phẩm này, nhưng mà không bán giá 300k. Đạt mốc cho Tuấn Kiệt nào, cán mốc cho Tuấn Kiệt nào, 570 anh chị tặng con siêu phẩm. 570 anh chị tôi Kiệt tặng ngay con siêu phẩm. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Mã 155 em chốt chị Nấm Mèo. Mã 303 em chốt Trần Quốc Dũng. 49kg đổ về mang đẹp 150k mã 302. Mã 302 150k. Mã 303 chốt sự việc cho chị Sang Hoàng. 53kg đổ về mang đẹp mã 177. Mã 177 120k. 177 102. Mã 183 chốt chị Đắng Lòng. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, cái này là form manto nha, giờ ép siêu siêu đẹp luôn. Siêu đẹp. Cái này là 180 nha mấy chị ơi, 180 màu xanh than. 58kg đổ về mang đẹp 180 mã 164. Mã 164 180. 63kg đổ về mang đẹp mã 182 130. Mã 182 130. Rồi mấy em siêu phẩm rồi mấy chị ơi, form mang tô nha. 60kg đổ về mang đẹp 150k mã 170. Mã 170 150k. Mã 164 em chốt cho Thành Dung. 50kg đổ về mang đẹp mã 299 100k. Mã 299 100k. Chia sẻ mạnh tay livestream để tăng tương tác nào mấy chị ơi. 60kg đổ về mang đẹp 150k mã 187.
Mẹ 187 150k. Mã 170 em chốt chị Sương Đoàn. 53kg đổ về mang đẹp. Chốt cho em mã số 174. Mã số 174 100k. Mã 299 em chốt cho Nhan Nguyễn. Nhan Nguyễn. 52kg đổ về mang đẹp. 100k chốt cho mã 172. Mã 172 100k. 65kg đổ về mang đẹp. 120 mã 188 102. Mã 188 120k. 174 em chốt Lê Thanh Tuyền. 60kg đổ về mang đẹp. 60kg đổ về mang đẹp. Trời ơi cái dạng này đẹp lắm không mấy chị ơi, coi dạng này. 150k mã 178. Mã 178 150k. Xin chào Phương Huyền nha. Mã 187 cho chị Nguyễn Phương. 50kg đổ về mang đẹp. Mã 184 130. 130 mã 184. 55kg đổ về mang đẹp. 120 mã 297. Mã 297 120. Mã 188 em cho chị Âu Nguyễn. Ủa cái này đẹp quá. Siêu con bạc phẩm ấy chị ơi, đẹp nhức mắt luôn. 200k nào, trời ơi quá xuất sắc. 50kg đổ về mang đẹp 200k, mã 185. Trời ơi cái này mà không đẹp là không ăn tiền nha mấy chị ơi. Mã 185 200k. Trời ơi đẹp quá. Mã 172 em chốt Nhật Anh đi. 60kg đổ về mang đẹp. 120 mã 232. 120 chốt cho mã số 232. 53kg đổ về mang đẹp. 150k mã 189. Mã 189 150k. Mã 184 em chốt chị Thu Thu. Trời ơi đẹp quá, trời ơi siêu phẩm mấy chị ơi. Càng về đêm mà Đức Kiệt sẽ lên siêu phẩm rất là nhiều nha anh chị nha. Rồi siêu phẩm này 200k. 55kg đổ về mang đẹp mã số 91 200k. Trời ơi đỉnh của đỉnh mấy chị ơi. Mã số 91 200k. Mã 185 em chốt cho Trần Quốc Dũng. 48kg đổ về mang đẹp. 120 mã 304. Mã 304 120k. Mã 185 chốt dự bị cho chị Sương Đoàn. 48kg đổ về mang đẹp mã 293. Mã 293 100k. 293 100k. Nào lên cho Tú Kiệt 570 anh chị, Tú Kiệt sẽ quay ra tặng con siêu phẩm rồi ạ. Mã 232 chốt chị Ellie Trần. 55kg đổ về mang đẹp 103 mã 266. Mã 266 103. 50kg đổ về mang đẹp. Chốt cho mã số 191 102. 191 102. Mã 91 em chốt chị Huyền Phan. Rồi trời ơi đẹp quá. 53kg đổ về mang đẹp. 120k mã 194. Mã 194 102. Mã 304 em chốt cà chua MV. 53kg đổ về mang đẹp form dài nha các chị ơi. Mã 301. Mã 301 100k. Rồi trong vòng 5 phút nữa mà các bạn không đạt mốc là 570 anh chị, tôi sẽ bán con siêu phẩm cho anh chị nha. Dây bắt đầu lên rồi ạ. Chia sẻ mạnh tay lên nào. 55kg đổ về mang đẹp. Chốt cho em mã số 196. Mã 196 103. Mã 266 em chốt chị Nga Nguyễn. 52kg đổ về mang đẹp 150k mã số 295. Mã 295 150k. Mã 194 em chốt Minh Kiên. 55kg đổ về mang đẹp 120k mã 291. Mã 291 120. Mã 293 em chốt cho chị Hường Thục. 50kg đổ về mang đẹp 130k mã 490. Mã 490 103. Mã 196 em chốt chị Sương Đoàn. 52kg đổ về mang đẹp 100k mã 300. Mã 300 100k nha mấy chị yêu nha. Ok ông Nguyễn nha. 55kg đổ về mang đẹp 130k mã 198. Mã 198. 40 size của tầm có tầm 55, 60, 65kg nha bạn ơi. Tùy áo. Ok, 40 size mình sẽ báo ký luôn.
53 ký đổ về mang đẹp. Mã số 500, 100k. Mã 295 em chốt cho Môn Hoa. 50 ký đổ về mang đẹp. 130k chốt cho mã 270. Mã 270 130. Trời ơi đẹp quá, đẹp quá mấy chị ơi, 200k nha, siêu công bạc phẩm mấy chị ơi. 52 ký đổ về mang đẹp 200k, mã 268. Cái này mà không đẹp là em không lấy tiền luôn nè. Mã 268 200k, quá xuất sắc luôn. 55. Chị Thái Hồng chốt mã 189 kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. 55 ký đổ về mang đẹp. Mã 200 100k. Em nói luôn, báo lỗi. Mã 200 100k. Có mã 292 đẹp quá, mà bị lỗi nữa rồi. Bị lỗi cho em thôi. Bị lỗi. Bị lỗi chỗ này rồi bé. Ai chụp cho đây. Lỗi như nắp rồi. Rồi, bớt mọi người. Ai chụp mã 300 em chốt chị Hiền Dương. Rồi cái này nó bị sức chị ở đây, mấy chị về đẹp giùm em nha mấy chị ơi. Cái này 150 em bớt mấy chị 20k lấy 130 nha. Đẹp một xíu là xong thôi, đem lên chợ đẹp một xíu là xong nha mấy chị ơi. 55 ký đổ về mang đẹp, mã 159 130. 159 130 siêu phẩm ấy mấy chị ơi. Mã 268 em chốt Nguyễn Thị Hạnh. 55 ký đổ về mang đẹp 130 chốt cho mã số 202. Mã 202 130. Mã 268 em chốt dự bị cho Tuấn Nguyễn. 50 ký đổ về mang đẹp 150k, mã 289. Mã 289 150k. Mã 200 em chốt cho Thành Dung. 50 ký đổ về mang đẹp 150k, mã 286. Mã 286 150k. 50 ký đổ về mang đẹp. Chốt cho mã số 288. Mã 288 120. Rồi mà em phong băng tôn nè các chị ơi. 63 ký đổ về mang đẹp 150k. Dạ ép nha các chị nha, mã 193. Mã 193 150k. Mã 159 em chốt chị Dung Thùy. 52 ký đổ về mang đẹp 100k, mã 284. 284 100k. Chia sẻ mạnh tay để không bị ẩn comment nào cả nhà ơi. 60 ký đổ về mang đẹp 120, mã 204. Mã 204 120. Mã 202 chốt chị Sương Đoàn. Trời ơi nhức nách chưa mấy chị ơi. Trời ơi đẹp quá. Mã 289 em chốt chị Nhung Thùy. 52 ký đổ về mang đẹp 150k, mã 296. Mã 296 150k. 65 ký đổ về mang đẹp. Mã 290. Mã 290 130. Mã 290 130. 55 ký đổ về mang đẹp 130k chốt cho mã số 292. Mã 292 130. 292 130. Mã 286 em chốt chị Lê Hồng Vân. Ok mà. Rồi trong vòng 5 phút nữa là không đo đạt chỉ tiêu nha. Bây giờ Tuyết Kiệt sẽ quay ra bán con siêu phẩm này ạ. Ok. Rồi em bán con siêu phẩm này nhỉ. Wow. Cái này xuất sắc quá mấy chị ơi. Siêu phẩm này 250 nha cả nhà ơi. 55 ký đổ về mang đẹp 250k, mã 499. Mã 499 250k. Rồi siêu phẩm reo đây các chị ơi. Mã 284 em chốt chị Kim Hoàng Nguyễn. Cái này phần form của nó là freesize nha mấy chị nha. Form freesize. Chưa gì đã tặng sớm nhỏ rồi. Mã 288 em chốt chị Nhung Thùy. Bán đi em. Rồi em bán cái này nha các chị ơi. Freesize 65 ký đổ về mang đẹp freesize. 65 ký, mã 272 300k. 300k nha các chị ơi, siêu phẩm này 300k. Trời ơi quá đẹp luôn. 300k, 300k, mã 272. Mã 296 em chốt chị Sang Hoàng. Mã 272 300k. Rồi các bạn ơi, móc tiếp theo là lên 600 anh chị, tặng thêm một con siêu phẩm ạ. Ok không ạ? Mã 204 em chốt chị Lạc Nguyễn. 48 ký đổ về mang đẹp 120k, mã 491. Mã 491 120. 55 ký đổ về mang đẹp 180, mã 287.
187 287 45 kg đổ về mang đẹp. 120 mã 283 màu đen nha mấy chị ơi, mã 283 120k. Mã 292 em chốt cho chị Dương My Thịnh Tạng. 48 kg đổ về mang đẹp. Mã 294 130 mã 294 130 60 kg đổ về mang đẹp. 100k mã 305 mã 305 100k. Mã 499 em chốt chị Trần Hương. Mã 290 em chốt chị Lạc Nguyễn. Trời ơi xuất sắc chưa mấy chị ơi, đẹp quá, nhấc nắp nhấc nắp. 53 kg đổ về mang đẹp. Siêu phẩm này 200k. Chốt cho em mã số 298 ông quên, mã 176 mã 176 mã 176 200k 176 200k. Mã 272 chốt chị Thảo Ấu. Rồi đẹp quá, một em màu xanh cốm nha các chị ơi. 50 kg đổ về mang đẹp. 50 kg đổ về mang đẹp. Quá xuất sắc luôn. 170 mã 901 170 901 170. Mã 272 em chốt cho Minh Thuận Hoàng. 55 kg đổ về mang đẹp. 180k mã 190 mã 190 180. Quá xuất sắc luôn các chị ơi. Trời ơi tối nay rất là nhiều siêu phẩm nha. 55 kg đổ về mang đẹp. 100k chốt cho mẹ 285 mẹ 285 100k. Mã 272 để em chốt dự bị cho Minh Thuận Hoàng nha chị ơi. Em cảm ơn chị Phạm Lê Phạm Lê Trúc nha. Rồi đẹp quá đẹp quá. Mã 55 mã 491 em chốt chị Candy Nguyễn. Rồi siêu phẩm này 200k. 55 kg đổ về mang đẹp. Mẹ 281 mẹ 281 200k. 50 kg đổ về mang đẹp. 150k mã 230 mã 230 150k. Mã 283 chốt chị Ngọc Mai. 52 kg đổ về mang đẹp. 150k mã 282 mã 282 150k. Mã 287 chốt Hành Dương. 55 kg đổ về mang đẹp. 130 chốt cho mã 498 mã 498 130. Mã 294 em chốt chị Ngân Hà. 52 kg đổ về mang đẹp. 150k mã 254 254 150k. Mã 305 em chốt chị Cao Thị Thuần. 48 kg đổ về mang đẹp. 130 mã 156 mã 156 130. Rồi tôi kết nhắc lại chiều cao và cân nặng của mẫu lại một lần nữa. Mẫu hiện tại là cao 1m62 và nặng 50kg. Tôi kết xin nhắc lại comment quên nhắc lại chiều cao và cân nặng của mẫu lại một lần nữa. Mẫu hiện tại là cao 1m62 và nặng 50kg. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Mã 176 em chốt chị Đặng Thúy. Mã 176 em chốt dự bị cho chị Huyền Phan. Đang mang áo xem túi sách má. Rồi cái này đẹp quá mấy chị ơi. Ủa cái này quá xuất sắc luôn. Cái này là siêu phẩm này 250 nha các tình yêu ơi. 250 58 kg đổ về mang đẹp. Chốt cho em mã số 274 250. Chỗ đẹp quá. Mã 274 250 không đẹp không ăn tiền. Quá xuất sắc luôn. 55 kg đổ về mang đẹp. Chốt cho em mã số 280 120 mẹ 280 120. Mã 190 anh chốt chị Dương Nguyễn Mỹ Linh. Rồi cái nào mắc nút thì bên Tuấn Kiệt sẽ cho anh chị nút và anh chị về đơm giúp Tuấn Kiệt nha. Mã 901 em chốt cho chị Thi Anh Thùy Lê. 50 kg đổ về mang đẹp. 120 mẹ 228 120 mẹ 228 mẹ 228 120. Rồi cái này lóc lông nha mấy chị ơi. Ủa đẹp quá. 53 kg đổ về mang đẹp. 150k chốt cho em mã 489 489 150k. Mã 281 em chốt chị Quỳnh Hoa. 60 kg đổ về mang đẹp. Mã 278 278 100k 278 100k. Mã 282 chốt chị Kim Liên. 53 kg đổ về mang đẹp. 100k mã 276 mã 276 100k.
Rồi đẹp quá, siêu phẩm 200k các chị ơi. 50kg đổ về mang đẹp 200k, mẹ 279. Mẹ 279 200k. Mã 254 em chốt chị Lê Hồng Vân. 60kg đổ về mang đẹp 100k, mẹ 331. Mẹ 331 100k. Rồi chị nào thì ấn comment, mấy chị vui lòng ấn nút like ạ. À. Mấy chị ấn nút like để tương tác bài viết nha mấy chị ơi. 55kg đổ về mang đẹp 150k, mẹ 186. Mẹ 186 150k. Trời ơi ấm áp quá. 186 150k. Năm mươi lăm ký đổ về mang đẹp 130k, mẹ 277. Mẹ 277 130. Mã 274 đem chốt chị Hà Thủy Quyền. Mã 274 đem chốt dự bị cho chị Cao Thị Thuần. 48 ký đổ về mang đẹp 120, mẹ 242. Mẹ 242 120. Mã 280 đem chốt Lục Nghĩa. 58 ký đổ về mang đẹp 103, mẹ 206. Mẹ 206 103. 53 ký đổ về mang đẹp 150k, mẹ 252. Mẹ 252 150k. Rồi mẹ em xanh cốm freesize nha các chị ơi. Cái này là dáng freesize nha. Cái này cả tầm 53 ký đổ về mang đẹp nè. Chốt cho mẹ số 258 150. Mẹ 258 150k. Mã 276 em chốt cho Sơn Pro. 55 kg đổ về mang đẹp. Cái này là dạng miếng đúng không? Cũng một miếng như thế này là dạng miếng. Mã 279 em chốt cho chị Nhân Nguyễn. Nhà Nguyễn. 53 kg đổ về mang đẹp 150k, mẹ 497. Mẹ 497 150k. Rồi cái này là áo nam nha mấy chị ơi. Nam cỡ tầm 65. 65 68 kg mang đẹp nha. Áo nam nha mấy chị ơi, chốt cho em mã 192. Mã 192 102. Mã 331 em chốt chị Kim Hoàng Nguyễn. Mã 192 là áo nam. Mã 186 em chốt chị Hà Thủy Quyền. 60 kg đổ về mang đẹp 150k, mã 308. Mã 308 150k. Mã 331 em chốt chị lại rồi. Sáu mươi ba ký đổ về mang đẹp 120k, mẹ 309. Mẹ 309 102. Mã 252 chốt chị Hậu Mạc. 50 ký đổ về mang đẹp, sắp em ở Dương Xuyên Gia Lai nha mấy chị ơi. Mẹ 496 102. 50 ký mang đẹp 496 102. Mã 258 em chốt chị Thi Anh Hòa. Thi Anh Thùy Lê. 48 ký đổ về mang đẹp 100k, chốt cho mẹ 259. Mẹ 259 100k. À, lên mạng bán dao luôn. Mấy chị ơi, mấy chị thấy sốc không mấy chị? Không. Bữa nay người ta lên mạng bán áo, chị này lên mạng bán dao luôn nè. Dễ sợ. 497 chốt cho Sơn Pro. Em ngồi em xem em cười như một con điên luôn. 53 ký đổ về mang đẹp. Thẳng quá. 53 ký đổ về mang đẹp. Mẹ 6226 102. Mẹ 226 102. Mã 308 em chốt chị Nấm Mèo. 55 ký đổ về mang đẹp 120k, mẹ 492. Mẹ 492 102. Ồ cái này xinh quá mấy chị ơi. Mấy chế cười theo kìa. 50 kg đổ về mang đẹp 120, mẹ 152. Mẹ 152 120. Mã 278 em chốt chị Âu Nguyễn. 53 kg đổ về mang đẹp 100k, mẹ 493. Mẹ 493 100k. Mã 226 em chốt chị Hoa Phù Dung. Ồ cái này đẹp quá. 53 ký đổ về mang đẹp 150k, mẹ 253. Mẹ 253 150k. Mã 152 chốt chị Hương Lưu.
48kg đổ về mang đẹp hàng xi nha các chị ơi. 120 mã 151. Mã 151 120k. Ký đổ về mang đẹp 100k mã 149. Mã 149 100k. Mã 493 cho chị Hồng mà. 60kg đổ về mang đẹp 130k mã 150. Mã 150 130. Chị Mama Đức đang chốt mã kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Rồi lên 550 anh chị Tuấn Kiệt tặng một một em siêu phẩm nha. Lên cho Tuấn Kiệt 550 anh chị Tuấn Kiệt tặng một em siêu phẩm nha. 60kg đổ về mang đẹp 130k mã 260. Mã 260 130. Rồi 65kg đổ về mang đẹp. Áo này bán cho mấy chị 100k mã 246. Mã 246 100k. Mã 492 cho chị Thúy Hạnh Nguyễn. Mã 151 em chốt cho chị Ngân Hà. 50kg đổ về mang đẹp. Dạ nó đổ lên đi nữa. Mẹ 310, mẹ 310 100k. 310 100k. Bốn mươi tám ký đổ về mang đẹp. 120 mẹ 241. 120 mẹ 241. Màu xanh lá cây hả? Có nha bạn ơi. 55 ký đổ về mang đẹp. 130k dạ dài nha mấy chị ơi. Mẹ 495. Mẹ 495 130. Mã 149 em cho chị Hương Trần. 50kg đổ về mang đẹp 150k mẹ 153. Mẹ 153 150k. Mã 260 em cho Mama Đức Đan. 49kg đổ về mang đẹp 100k chốt cho mẹ 147. Mẹ 147 100k. Mã 150 em cho chị Linh Đan Nguyễn. 100. Mã 310 em chốt chị Liên Nguyễn. 50kg đổ về mang đẹp. 120 mã 224. Mã 224 120. 55kg đổ về mang đẹp. 100k mã 494. Mẹ 494 100k. Mã 241 em chốt chị My Sinh. Mama Đức Đan đã chốt nha chị ơi. 50kg đổ về mang đẹp 100k mẹ 145. Đổ về mang đẹp. 63kg đổ về mang đẹp. 130k mã 265. Mã 265 130. Mã 147 cho chị Nguyễn Thị Hằng, số đuôi là 976. Chị Thúy Ala ơi, chị tương tác giúp lên chị ơi. 52kg đổ về mang đẹp. 150k mã 264, phố Tây Giang rất là mới luôn mấy chị ơi. Mã 264 150k. Like, chia sẻ, comment, chị Nguyễn Thị Hằng lên lại số điện thoại giúp em nha chị ơi. Chị Nguyễn Thị Hằng lên lại số điện thoại giúp em. 65kg đổ về mang đẹp. 150k mã 310. Mã 310 150k. 50kg đổ về mang đẹp. 120k phố Cổ Long nha mấy chị ơi. 120k mã 138. 138. Mã 153 em chốt chị Kim. Mã 153 em chốt chị Kim Viền. Bên mã 224 em chốt chị Hoa Mai. Cắt luôn, mình móc nút. Rồi cái này em bỏ trong túi nha mấy chị ơi. Cái này bị mất nút nha. 48kg đổ về mang đẹp. Áo này 130 nhưng lấy cho mấy chị 100k mã 263. Mã 263 100k.
60kg đổ về mang đẹp. Mã 264 em chốt chị Lê Hồng Vân. Mã 262 79k. Mã 262 79k. 50kg đổ về mang đẹp 150k. Mã 140. Mã 140 150k. Mã 265 em chốt Đăng Trương. Bảo xong rồi. Xong rồi. Mã 310 em chốt Mama Đức Đăng. 53kg đổ về mang đẹp 130k. Mã 143. Mã 143. Rồi cái này quét mỏng nha mấy chị ơi. Áo này lên mấy chị 79.000 nha, free size. Free size 65kg. Mã số 271 79k. Cái này khoác nhẹ nha các chị nha. À, 50kg đổ về mang đẹp 79k. Mã 148. Mã 148 79k. Mã 138 em chốt cho Hắc Gradenie. 53kg đổ về mang đẹp 130k. Mã 237. Mã 237 130k. Mã 265 em chốt chị Mai Hương. 55kg đổ về mang đẹp. Mã 239 100k. Mã 239 100k. Còn 65kg đổ về mang đẹp 100k. Mã số 222. Mã số 222 100k. Mã 262 em chốt chị Gia Hân. 53kg đổ về mang đẹp 130k. Mã 248. Mã 248 130. Mỗi người 3 cái thôi. 13 cái thôi. Rồi siêu con bà phẩm mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi em à, chị Mai Hương ơi, em chốt sai nha. Chị Mai Hương chưa có mã 265 nha chị ơi. Rồi siêu phẩm này 250 nha các chị ơi. 50kg đổ về mang đẹp 250k. Chốt cho mẹ 135. Mã 135 250k. Siêu đẹp luôn. 135 250k. Mã 140 em chốt chị Salomon Trần. Cái này là hàng xi nha chị Nguyệt Nga ơi. Mã 237 em chốt chị Ngô Ý. 50kg đổ về mang đẹp 100k. Mã 312. Mã 312 100k. 53kg đổ về mang đẹp 150k. Chốt cho em mã số 261. Mã 261 150k. Mã 248 chốt chị Mai Anh. Mã 222 em chốt chị Cao Thị Thuần. 55kg đổ về mang đẹp 120k. Mã 333. Mã 135 em chốt chị Diễm Đặng. Mã 135 chốt sự vị cho chị Thúy Ngân. 55kg đổ về mang đẹp. Mã 313. Áo này bán cho mấy chị 79k. 313 79k. Rồi mã 313 bị lỗi nha mấy chị ơi, bị lỗi ạ. Bị lỗi ở nách nha cả nhà ơi. Này bị rách nách nè, bỏ ra luôn ạ. 60kg đổ về mang đẹp 100k. Mã 314. Mã 314 100k. Cho nó quay quay để nó quay. 148 luôn. 345. Cho nó quay được không? Quay được không? 314. Mã 312 chốt chị Hoa Mai. 60kg đổ về mang đẹp mã 366. Mã 366 100k. 366 100k. 60kg đổ về mang đẹp mã số 141. Mã 141 100k. Mã 261 em chốt cho chị Gia Hân. 52kg đổ về mang đẹp 150k. Trời ơi dạ siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 360 150k. Rồi nếu mà hàng nào mà đã nhân viên mà Tuấn Kiệt chốt hàng đã gọi điện lấy địa chỉ là đã giao rồi nha mấy chị nha. Còn bên Tuấn Kiệt chưa gọi điện chốt địa chỉ thì bên Tuấn Kiệt đang trong quá trình gọi lại. Xin cảm ơn, xin ơn. 65kg đổ về mang đẹp 100k. Mã 315. Mã 315 100k. Mã 333 chốt chị Kim Hoàng Nguyễn. 55kg đổ về mang đẹp 130k. Mã 131.
Mã 131130. Mã 313 cho chị Hiền Lương. 55kg đổ về mang đẹp. 120k mã 362. Mã 362 120. Mã 314 em chốt chị Phúc Thiên. 50kg đổ về mang đẹp. 79k chốt cho mã 443. Mã 443 79k. Mã 360 em chốt chị Huyền Hoa Nguyễn. 48kg đổ về mang đẹp. 100k mẹ 440. Mẹ 440 100k. Mẹ 50kg đổ về mang đẹp. 120k mẹ 269. Mẹ 269 120k. Mẹ 55kg đổ về mang đẹp. 150k chỗ rẻ siêu đẹp nha mấy chị ơi. Mẹ 441. Mẹ 441 441 150k. Mã 314 chị Hiền Lương chưa có nha chị ơi. 47kg đổ về mang đẹp. 150k mẹ 243. Mẹ 243 150k. Rồi em xin lỗi chị Hiền Lương nha chị. Mã 313 chị chưa có nha chị ơi. Thì cái đấy bị ấy xong rồi bỏ ra hay sao á. 55kg đổ về mang đẹp. 79k mẹ 369. Mẹ 369. 369 79k. 50kg đổ về mang đẹp. Mẹ 275. Mẹ 275. 120k. 275 120k. Mã 131 em chốt cho chị Make Up Thiên Lý Nguyễn. Chị Make Up lên chị Make Up Thiên Lý Nguyễn lên số điện thoại giúp em nha chị ơi. 55kg đổ về mang đẹp. Mã 234 79k. 234 79k. Mã 362 em chốt chị Gia Hân. Mã 440 em chốt kem nhóc. 50kg đổ về mang đẹp. 140k chốt trên mẹ số 195. Mẹ 195 140k. Mã 441 em chốt chị Hà Thủy Quyền. 50kg đổ về mang đẹp. 130k mẹ 273. Mẹ 273 130k. Năm mươi kg đổ về mang đẹp. 130k chốt cho em mã số 240. Mã 240 130. Mã 275 em chốt cho chị Ken nhóc. Rồi chị nào bị ấn comment mấy chị ấn nút like nha mấy chị nha, ấn nút like để tương tác bài viết nha mấy chị nha, để cái comment của mình không bị ấn và hiện lên nha đầu tiên nha mấy chị nha. 70kg đổ về mang đẹp. Chốt cho em mã 376. Mã 376 79k. 376 79k. 55kg đổ về mang đẹp. 130k chốt cho mẹ số 238. Mẹ 238 130k. Rồi 45kg đổ về mang đẹp. Áo này bán cho mấy chị 79k. 45kg nha mấy chị ơi. Mẹ số 231. Mẹ số 231 dạng vest nha các chị nha. Mã 240 em chốt chị Hiền Lương. Mã 273 em chốt chị Kelly Thỏ. 50kg đổ về mang đẹp. 130k chốt cho em mã số 267. Mã 267 130. 267 130. Mã 243 em chốt chị Phương Hồng. 58kg đổ về mang đẹp. 100k chốt cho em mã số 332. Mã 332 100k. 52kg đổ về mang đẹp. Mẹ 130 120k. 130 120. 55kg đổ về mang đẹp. Mẹ 367 79k. Mẹ 367 79k.
55kg đổ về mang đẹp. 120k mẹ 442. Mẹ 442 120. Mã 332 chốt cho chị Nguyễn Mai Sa. 53kg đổ về mang đẹp. Áo này bán cho mấy chị 79k. Mẹ 146. Cái da này nó bị hơi bị chóc nhưng mấy chị ơi lột cái này ra nha. Bán 79k mẹ 146 79k. Mã 267 chốt kem nhóc. Rồi siêu phẩm mấy chị ơi. 52kg đổ về mang đẹp. Áo này bán cho mấy chị 170 nha, mẹ 316 170. 316 170. Lóc lông bên trong này bao ấm nha cả nhà ơi. Gần không quá. 49kg đổ về mang đẹp. 150k mẹ 208. Mẹ 208 150k. Mã 442 chốt chị Nguyễn Thị Ái Ngữ. Đổ về mang đẹp. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, siêu phẩm măng tô nha. Quá xuất sắc luôn. Siêu phẩm này 250k mẹ 436. Mẹ 436 250k. 436 250k. 50kg đổ về mang đẹp. 79k mẹ 307. Mẹ 307 79k. Mã 316 em chốt chị Nguyễn Thảo. 60kg đổ về mang đẹp. Mẹ số 247. 247 120. Mẹ 247 120. Năm mươi tám kg đổ về mang đẹp. 79k mẹ 199. Mẹ 199 79k. 199 79k. Nào những chị nào biển comment hãy tương tác kêu lên nào mấy chị ơi, cùng nhau ấn nút like để tăng tương tác nào. Mã 436 em chốt chị Cao Thị Thuần. Mã 208 em chốt chị Quê An. Mã 247 chốt chị Nguyễn Mai Sa. Rồi mà, xuất sắc quá mấy chị ơi. Mã 307 em chốt cho chị. Chị Kenny Nguyễn nói gì vậy chị ơi? Hôm nãy comment nó trôi nhanh quá bên em chưa kịp đọc với chị ơi. Mã 307 em chốt cho chị Bảo Khánh Nguyễn Quang. Rồi siêu phẩm này 200k. 51kg đổ về mang đẹp 200k mã 245. Mã 245 200k. Mã 199 em chốt chị Hoa Mai. Sáu mươi lăm kg đổ về mang đẹp. Rồi cái này 65kg nha mấy chị ơi, con măng tô nha. 150k mã 334. 150k bên em sẽ giữ đơn 2 đến 3 like là bên em chốt lại nha. Quay đi lại, quay đi lại. Rồi Tuấn Kiệt sẽ thay mẫu nói một xíu nha cả nhà nha. Trong thời gian này cho mẫu nghỉ mệt một xíu ạ. 60. Rồi 60kg giờ lại mang đẹp, chúc em mà 372 100k. Chị Hà Phạm chúc mã kèm số điện thoại giúp em. Rồi 55kg giờ lại mang đẹp, chúc cho em mã 338 100k. Rồi cái này 60kg giờ lại mang đẹp, chúc em mã 340 120 ạ, 340 120 ạ. Rồi 58kg cho lại mã đẹp, chốt cho em mã 215 120 ạ. Rồi một con vàng chanh cho mấy chế nha. Rồi 65kg cho lại mã đẹp, chốt em mã 212 130 ạ. Mã 245 em chốt chị Hà Phạm. Rồi 50kg cho lại mã đẹp, chốt cho em mã 336 70k ạ, 336 70k ạ. Rồi chị nào phải ấn comment mấy chị, ấn nút like mấy chị ơi và share và viết đi ạ. À, lên cho Tuấn Kiệt nào, 430 chị Tuấn Kiệt tặng một cái áo nha, gọi là tri ân khách hàng ạ.
Rồi cái này 50kg giờ làm ăn đẹp 130k, mã 337 130k. Mã 334 em chốt chị Hà Phạm. Rồi 55kg giờ làm ăn đẹp chốt em mã 207 120, 207 120 ạ. Mã 336 em chốt chị Minh Trang. Ui đẹp quá. Chơi lớn ở nhà này. 48kg giờ làm ăn đẹp chốt em mã 342 100k. Một con siêu phẩm 100k ạ. Rồi share bài viết lên cho Tuấn Kiệt 430 chị, Tuấn Kiệt sẽ tặng một con siêu phẩm ạ. Rồi cái này 55kg giờ làm ăn đẹp chốt em mã 341 120. Mã 207 em chốt chị Dương Khổng. Rồi 53kg giờ làm ăn đẹp chốt em mã 211 100k. Rồi 50kg giờ làm ăn đẹp, 50kg giờ làm ăn đẹp, 50kg giờ làm ăn đẹp, chốt cho em mã 26100k ạ. Mã 342 chốt chị Kim Viền. Rồi một con giả ép đẹp quá, cái này 200k nha cả nhà nha. 53kg giờ làm ăn đẹp, chốt em mã 209 ạ, 200k ạ. Ui, mang cái này đi đòi nợ y bài mấy chế ơi. Rồi, cái này 55kg hả em? Rồi 55kg cho làm ăn đẹp chốt em mã 213 100k ạ. À. Rồi chị nào mà đang bị có nợ mua áo này về đi đòi nợ. 57. Rồi quất cái mỏ màu đỏ cho nữa là y bài. Mã 341 em chốt chị Nguyễn Hà. Rồi 57kg cho làm ăn đẹp chốt em mã 210 100k ạ. À. Rồi 52kg cho làm ăn đẹp chốt em mã 344 100k ạ. Mã 209 em chốt chị Giả Quỳ. Rồi 55kg cho làm ăn đẹp chốt em mã 214 100k ạ. Mã 209 em chốt dự bị cho chị Hà Phạm. Rồi cái này 130k nha. 50kg cho làm ăn đẹp chốt em mã 218 130k ạ. Rồi, 55kg cho làm ăn đẹp chốt em mã 343 100k ạ. 343 100k ạ. Rồi, cái này 50kg cho làm ăn đẹp ạ. 120k, mã của sản phẩm là 217 120k ạ. Lạc quá. Rồi, chị nào phải ấn comment mấy chị ấn nút like nha. Nét lang ghê. Bị lag lắm hả mấy chị ơi? Hả? Mặt. Rồi mấy chị chia sẻ và mấy chị ấn nút like để mình tương tác bài viết nha, hoặc là mình chấm, hoặc là mấy chị comment mã kèm số điện thoại giúp em ạ. Là 210 kèm số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Rồi 210 kèm số điện thoại giúp em ạ. Rồi cái này 48kg cho làm bán đẹp mã 346 100k ạ. Xuất sắc quá cả nhà ơi. 45kg giờ làm ăn đẹp. Cái này 65kg giờ làm ăn đẹp nha cả nhà nha. Cái này 200k, mã sản phẩm là 375 200k. Một con măng tô dài xuất sắc ạ. Mã 218 em chốt Nhật Anh Đinh. 50. Rồi 50kg giờ làm ăn đẹp chốt em mã 221 100k. 221 100k. 209 em đã chốt cho chị Giả Quỳ nha chị ơi. Rồi 55kg cho làm ăn đẹp chúng em ạ, 373 100k ạ. Mã 210 em chốt chị Nguyễn Mai Sa. Rồi cái này 53kg cho làm ăn đẹp chúng em ạ, 349 100k ạ. 349 100k ạ. Bị lag lắm hả cả nhà ơi. Rồi chị nào mình rồi, mấy anh chị nào bị lag á, mấy anh chị thoát ra livestream xong mấy anh chị vào, xong mấy anh chị chia sẻ nhẹ một cái lag của mình hết mấy chế ơi, xong nói chuyện qua Long Ben nha. Nghỉ luôn, nghỉ luôn. Chị Hà Phạm ơi, mã 209 là chị chốt sự việc nha chị Hà Phạm ơi. Cưới chí bay. Làm sao? Mã 346 em chốt chị Thủy Tích.
rồi, rồi cái này 55kg vô lại mang đẹp à, 180k mã 219-180 à, đẹp quá xuất sắc. Phía sau có mũ nha mấy chế ơi, phía sau có một cái mũ này dễ thương không ạ, trời ơi đẹp quá. Rồi cái này mình mang hai kiểu mà giúp em ạ. Kiểu thứ nhất là mấy chị tháo cái này ra nha. Kiểu thứ hai là mấy chị tháo ở cổ lên luôn giúp em ạ. Ok không ạ? Trời ơi xuất sắc quá. Cái này mấy chị có thể tháo cổ ra nha. Không, rồi. Cái này là mình thích là dài, mình chán dài mình tháo ra mình mang thành áo ngắn gì không? Dạ. Rồi lên. Tiếp tục. Rồi tiếp tục ạ. Rồi 52kg cho lại bạn đẹp chúc em ạ, 381-150 ạ. Mà 373 chốt chị ông Nguyễn. Rồi 60kg cho lại bạn đẹp chúc em ạ, 347-100k ạ. Wow, một con long thỏ cả nhà ơi. Xuất sắc ạ. Ở đâu chui ra một con long thỏ vậy cả nhà ơi? Em có thể tới màn hình xíu mà. Trời ơi xuất sắc chưa cả nhà ơi? Một con long thỏ xuất hiện ở đây ạ. À. Trời ơi ai sẽ là người chốt được con long thỏ đây ạ? À? Chị Hà Phạm ơi, chị chốt mã 209, chị chốt dự bị nha chị ơi. Rồi xuất sắc quá. Cái này 55kg cho lại bạn đẹp 350k. 350k mã của sản phẩm là 371 cho chị nào comment nhanh nhất 350k nha. Mã 371 350k ạ. Rồi 55kg vô làm mang đẹp 180k mã 220-180 ạ. Xuất sắc mới lên keng spam luôn cả nhà ơi. Rồi cái này 53kg vô làm mang đẹp 53kg làm mang đẹp chúc em mã 348-100k ạ. Mã 371 em chốt chị Ốc Diễm. Mã 371 em chốt dự bị cho chị Huyền Phan. Rồi 57kg cho lại mang đẹp, 57kg là mang đẹp 150k, mã sản phẩm là 203-150k ạ. Rồi anh chị chia sẻ lên 400 anh chị nào, chia sẻ lên 400 chị là Tuấn Kiệt có quà cho anh chị nha. Rồi ạ, à, lên 400 Tuấn Kiệt có quà cho anh chị ạ. À, cứ chất luôn nghe. Rồi Tuấn Kiệt quay lâu camera xíu nha cả nhà nha, cho nó đỡ mờ màn hình ạ. Rồi. Lăng bèn luôn. Rồi cái này cổ lông cổ tay mấy chị ơi, lông từ trên xuống luôn dưới nha mấy chế nha. Ok mà, rồi lông tay lông cổ rồi. Ở đây không có lông nách nha mấy chị nha. Rồi mã 216-100k ạ. À. Bao nhiêu ký em? Rồi cái này 52kg cho lại mang đẹp mã 216-100k ạ. À. Rồi 55kg vô lại 150k nha. 55kg vô lại mang đẹp, mang chốt em mã 205-150k ạ. Dạ đẹp. Em rất đẹp mấy chị ơi. Cái này là form hộp nha. Rồi cái này 50kg vô lại mang đẹp nha mấy chị ơi. Ok mà mình thích thì mình khó nút, còn không thích thì mình cột lại. Ở mình thích thì mình đi chờ, còn không thích mình đi ngủ. Chốt em mã 335-100k ạ. Yeah. Không, tối chơi mấy câu cho mấy chị tỉnh ngủ nha. Mấy chị buồn ngủ, mấy chị quên đặt hàng thì sao. Rồi một con giả ép nha mấy chị nha. Rồi 63kg cho lại mang đẹp nha. Cái này 150 ạ. À. Mã 201-150 ạ. À. 346 chốt nha rồi em ơi. Cái đó là phao. Ủa có túi nữa nè, đẹp chưa? Rồi cái này 63kg cho lại mang đẹp à, 150k à, mã 379-150k à. Cái này lót phao bên trong nha mấy chị ơi. Mã 201 em chốt chị Lý đó. Rồi mấy chị comment mã kèm số thoại giúp em ạ. À. Tôi kịp nhắc lại chiều cao và cân nặng của mẫu lại một lần nữa. Mẫu cao 1m62 và nặng 50kg ạ. À. Rồi 48kg cho làm mang đẹp ở bên trên là có lông nha cả nhà nha. 48kg cho làm mang đẹp ở 150k. Mã của sản phẩm là 377-150k ạ. À. Đẹp tuyệt vời ạ. À. Bình thường anh chị mua chiếc áo này với giá là tầm khoảng cỡ từ 4 đến 500 ngàn nha.
Rồi cái này 65kg cho lại mang đẹp ạ. Mã 345 100k ạ. Mã 345 100k ạ. Rồi 53kg cho lại mang đẹp nha mấy chị. Đọc comment của chị Kenny Nguyên mà tôi cũng cười quá, cười như một thằng điên luôn rồi. Rồi tiếp tục. Không phải là uống thôi mà uống lộn thuốc mấy chị ơi. Rồi 53kg giờ lại mang đẹp chốt em ạ. 351 101 ạ. 351 101 ạ. Uống rồi nhưng mà phải uống, phải nhập thuốc như vậy ấy mà. 201 em chốt chị Hà ạ. Xuất sắc cả nhà ơi. Một con giả ép sang con bà chảnh luôn ạ. Chết. Rồi 201 hết rồi nha chị Hà Phạm ơi. Sang chảnh luôn cả nhà ơi. Rồi. Mà 377 em chốt chị Huyền Hoa Nguyễn. Rồi cái này 58kg vô lại mang đẹp, 58kg vô lại mang đẹp, chúc em ạ. 380 150k ạ. Rồi cái này 50kg vô lại mang đẹp, chúc em ạ. 384 120 ạ. 384 120 ạ. Mã 351 em chốt chị Như Nguyễn. Mã 345 em chốt chị Hà Phạm. Rồi 53kg giờ làm ăn đẹp nha. Cái này siêu phẩm giảm một lớp nha cả nhà nha. Cái này giảm một lớp đúng không cưng? Giảm miếng. Giảm miếng nha. Trời ơi đẹp quá trời ơi. Chết. Rồi bao nhiêu tiền em? Mà 380 em cho chị Yến Phạm. Rồi cái này 53kg giờ làm ăn đẹp ạ. À. 200k. 200k cho chị nào comment nhanh nhất cho mấy chị nha. Các chị đã sẵn sàng chưa ạ? Mã sản phẩm là 382. 382 kèm số thoại 200k nha. Tuyệt vời ạ. À. Rồi cái này 48kg cho làm ăn đẹp màu lông chuột cho mấy chế nha. 8 chị bao nhiêu? Chị Thủy Tích này, em đọc tên là sẽ được nha chị ơi. Rồi cái này 48kg cho làm ăn đẹp ạ, 130k, mã sản phẩm là 390 130k ạ. Mã 384 em chốt chị Kim Hương Phan. Mã 382 chốt chị Thúy Ngân. Rồi cái này 50kg cho làm ăn đẹp chốt em ạ, 378 100k ạ. 378 100k ạ. Rồi cái này 55kg cho làm ăn đẹp chúc em ạ. 339 100k ạ. 339 100k ạ. Chị Hà Phạm chốt phía sau 3 người nha chị ơi. Rồi cái này 63kg cho làm ăn đẹp, 63kg cho làm ăn đẹp 150k nha cả nhà nha. Một con măng tô dài rất là đẹp ạ. Mã 350 150k ạ. Rồi cái này 50kg cho lại mang đẹp cho em ạ. 429 ạ. 429 ạ. 429 100k ạ. Mã 339 em cho chị Cao Thị Trang Anh. Rồi chị nào bị ẩn comment mấy chị ấn nút like giúp em nha, để cái comment của mình không bị ẩn nha mấy chị nha. Ấn nút like giúp em ạ. 60. Rồi 60kg cho lại mang đẹp mấy chị ơi. 60kg cho lại mang đẹp cho em ạ. 353 120. 353 120 ạ. Rồi 49kg cho làm ăn đẹp, 130k, mã là 385 130k. Chốt mã kèm số thoại giúp em ạ. Mã 339 em chốt chị. Lên 400 anh chị Tuấn Kiệt tặng một con siêu phẩm nha mấy chế ơi. Lên cho Tuấn Kiệt là 400 anh chị Tuấn Kiệt tặng một siêu phẩm nha. Mã 350 em chốt chị Hà Phạm. Rồi cái này 55kg cho làm ăn đẹp, 55kg cho làm ăn đẹp. Bỏ ra luôn. Cái gì luôn à? Mã 382 là chỗ chị Thúy Ngân nha chị ơi. Rồi cái này là cái quai của nó mà như là người ta cắt rồi sao á. Rồi mình tính cái bán rẻ cái này thôi ạ. Mã 433 50k. 433 50k. Mã 382 chỗ chị Thúy Ngân nha chị ơi. Áo vừa rồi là 55kg chứ làm ăn đẹp nha mấy chế ơi. Rồi chia sẻ mạnh lên nào, lên 400 tặng một con siêu phẩm nha, nhức nách luôn ạ. Mã 385 em chỗ chị Nguyễn Thị Ngọc Lan. Rồi 53kg giờ làm ăn đẹp chốt em ạ. 391 150 ạ. 391 150 ạ. Mã 353 em chốt chị Khuyên Lốc. Rồi 48kg giờ làm ăn đẹp, 48kg giờ làm ăn đẹp chốt cho em mã số 392 130 ạ. 392 130 ạ. Mã 433 em chốt chị Kim Hương Phan.
Rồi cảm ơn chị đã ấn nút like nha. À, mình không được chốt cái nào chứ. Rồi ốc diễm ơi, comment mã cái số điện thoại giúp em nha. Comment mã ơi. Rồi mấy anh chị vui lòng ngồi gần cục wifi, xong mấy anh chị ôm cục wifi, xong cái mình chốt không được mình cắn cục wifi, xong rồi cái mình chốt không được nữa luôn mình vớt luôn cục wifi. Mã 391 em chốt chị Thảo Anh. Rồi 47kg trở lại mang đẹp ở trên là Cổ Long nha, 47kg trở lại mang đẹp à, 150k mà 374 150k à. Đẹp quá, xuất sắc quá. Rồi 58kg trở lại mang đẹp, chốt game mã 389 79k à, mã 389 79k à. Rồi cái này 50kg giờ lại mang đẹp, 50kg giờ lại mang đẹp, chốt em ạ. 43279k, 43279k. Mã 374 em chốt chị Thủy Tích. Rồi cái này 58kg giờ lại mang đẹp và chốt cho em ạ. 445 ạ, 120, 445 120 ạ. Mã 392 em chốt chị. Mã 392 em chốt chị Candy Nguyễn. Ai đó có thể cứu vớt nỗi linh hồn tội lỗi của anh Kiệt đây. Dễ sợ mày. Vậy à. Mã 432 em chốt chị Kim Hương Phan. Rồi 60kg cho làm nó đẹp, chốt em mã 388, mã 388 130 à. Đẹp quá, form thể thao nha cả nhà nha. Chung. Tuyệt vời mấy chế ơi. Đó, mang cái này mình đi đòi nợ để đi bài nha. Rồi 53kg cho làm nó đẹp, chốt em mã 387120 à, 387120 à. Đòi kiểu gì cũng được nợ, còn không đòi được nợ là đó, rồi đó. Ê, bậy rồi, móng mồm. Người ta quýnh. 50. Rồi, cái này 50kg cho làm mang đẹp à, chốt em mã 386100k à, 386100k à. Rồi cái này mua gì cho ngọi mấy má ơi. Tống màu quá. Mã 388 em chốt chị Dung Nhi Sakura. Mã 387 em chốt chị Thanh Thanh Thanh. Rồi cái này 52kg cho lại mang đẹp nha, 52kg cho lại mang đẹp, chốt em mã 355101 à, 355101 à. Đẹp quá. Rồi cái này 45kg cho lại mang đẹp, 45kg cho lại mang đẹp, 45kg cho lại mang đẹp nha mấy chế ơi. Mã bao nhiêu đây cương? Mã 358101 là 358101, phía sau có mũ da nha cả nhà nha. Quay một kiểu nè cương ơi. Ok. Rồi cái này có da nha. Mã 355 em chốt chị Nhung Phúc. Rồi mấy chị nào bị ẩn comment hoặc mình chưa chốt được, mấy chị chia sẻ nhẹ một lần thôi, cái comment của mình là thế nào nó cũng hiện lên trang nhất của tờ báo New York London. Rồi cái này 58kg giờ làm mang đẹp, 58kg giờ làm mang đẹp, chúc em mã 42 428 103. Rồi càng về đêm em sẽ lên siêu phẩm nhiều cho mấy chế nha. Xuất sắc cả nhà ơi, một con giải ép tiếp theo nha. Rồi mã kỹ nha. Rồi cái này 50kg giờ làm mang đẹp, 50kg giờ làm mang đẹp, chơi lớn mất cả nhà, 150k mã 466 150k. Bụi bay vào mắt sau đây, bụi bay vào mắt Tuấn Kiệt sau đây xin hát bài bụi phấn. Từ ti bay. Mà 446 em, mà 466 em chốt cho chị Giả Quỳ. Mấy con quỷ. Thôi em ra em đứng với mặt em bán luôn mấy chị ơi. Mấy quỷ nó không bán mấy chi ơi. Nó cứ hoài à, nó cứ như một con điên luôn. Ờ, tập trung mấy chị ơi. Mấy con quỷ à.
Rồi 55kg cho làm mang đẹp chút em mà 39. Thôi mà em bán đi, anh buộc từ anh bán không được nữa rồi. Hình như là cái này em chưa cái đọc mẹ đúng không mấy chị ơi? Bao nhiêu ký đây? 55 đúng không? 55 ký chốt trên mẹ giờ 393. Tối nay dây thần kinh cười để được kích động. 55 ký đổ về mang đẹp 103 mẹ 197. 103 mẹ 197. Cảm ơn mấy chị. 55kg đổi về mang đẹp 100k mẹ 427. Mẹ 427. Dạ hàng si nha chị ơi. Em rộng ghê. 53kg đổi về mang đẹp mẹ 352 100k. Mẹ 352 100k. Mấy chị ơi thông cảm nha, tối nay mà sắp em uống nhầm thuốc hết rồi. Rồi mấy chị chắc chắn chốt thì chốt giùm em nha. Còn chị Như Nguyễn nữa. Được chưa? 48kg đổ về mang đẹp. Rồi có thấy Vũ Thúy Trâm nha. 48kg đổ về mang đẹp mẹ 354. Mẹ 354 120. 354 120. Sai lầm. Mà 427 chốt chị Mai Nguyễn. Em có thấy chị Vũ Thùy Trâm nha chị ơi. 60kg đổ về mang đẹp mẹ 363. Mẹ 363 100k. Mà 197 chốt chị Cao Thị Thuần. Mà 352 chốt chị Hằng Đặng Thị Thúy Hằng. 52kg đổ về mang đẹp 100k mẹ 394. Mẹ 394 100k. 53kg đổ về mang đẹp mẹ 426. Mẹ 426 79k. 426 79k. 55kg đổ về mang đẹp chốt cho em mẹ 400. Mẹ 400 120. Mẹ 400 120k. Mã 394 đen chốt chị Phương Châu. 55kg đổ về mang đẹp 100k mẹ 401. Mẹ 401 100k. 52kg đổ về mang đẹp 120k màu xanh than nha các chị ơi. Mẹ 357. Mẹ 357 120. 60kg đổ về mang đẹp 130k chốt cho mẹ 395. Mẹ 395 130. 395 130. Năm mươi lăm ký đổ về mang đẹp 100k chốt cho mẹ 402. Mẹ 402 100k. Mà 354 em chốt chị Phương Hồng. 50kg đổ về mang đẹp 130k chốt cho mẹ số 403. Mẹ 403 100. Mà 357 chốt cho chị Dung Maria. 403 120 em. 403 102. Mà 401 em chốt chị Vân Nguyễn Thị. 55kg đổ về mang đẹp 130k mẹ 425. Mẹ 425 130. 53kg đổ về mang đẹp 100k chốt cho mẹ 118. Mẹ 118 100k. Mà 403 chốt chị Như Nguyễn. 50kg đổ về mang đẹp 100k chốt cho mẹ 116. Mẹ 116 100k. Mà 425 em chốt cho chị có dài. 55kg đổ về mang đẹp mẹ 423. Mẹ 423 120. 423 120.
Trời ơi cái này đẹp quá mấy chị ơi. 50kg đổ về mang đẹp siêu phẩm này 200k nha các chị nha. Cái này là giải ép rất là đẹp luôn. 200k chốt cho mẹ 424. Mẹ 424 200k. Trời ơi cực kỳ sang luôn. 424 200k. 65kg đổ về mang đẹp 120k mẹ 422. Mẹ 422 120k. Rồi tiếp tục một em siêu phẩm nữa. Mã 423 chốt cho Tùng Hằng. 60kg đổ về mang đẹp. Quá xuất sắc luôn, áo này bán cho rẻ cho mấy chị luôn nha. 170 mã 421. Mã 421 170k. Yes, siêu yêu thương. Mã 424 em chốt cho chị Thảo Anh. 58kg đổ về mang đẹp. 130k mã 404. Mã 404 130. ký đổ về mang đẹp 150k mã 115. Mã 115 150k. Cái phản này nó co dạng nữa nha mấy chị ơi. Mã 115 150. Mã 421 em chốt chị Hoàng Hằng. 63kg đổ về mang đẹp 130k mã 420. Mã 420 130. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, xuất sắc, xuất sắc. Rồi em siêu phẩm nha các chị nha. Siêu phẩm này 200k. Quá đỉnh luôn. Cái này hơi nhỏ một chút nha các chị ơi. Mở ra chị coi. Mở ra chị coi. Cái màu nó vậy. Không, không còn đâu. Cái này 48kg. 48kg đổ về mang đẹp. Mã 396 200k. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mấy chị rờ cái bộ lông mà mê luôn á. Mã 115 em chốt chị Kim Hương Phan. 396 200k. Mã 55kg đổ về mang đẹp. 55kg đổ về mang đẹp 120k chốt cho em mã 397. Mã 397 130. Mã 396 em chốt chị Hoa Nắng. Em phải kéo cao lên một chút được không? 50kg đổ về mang đẹp 100k mã 398. Mã 398 100k. Rồi mà em xăm thay nha các chị ơi. Cái này là dạ mà một lớp nha. 53kg đổ về mang đẹp 79k mã 113 79k. 113 79k. 65kg đổ về mang đẹp 100k mã 419. Mã 419 100k. Mã 398 chốt chị Thắm Phạm. 65kg đổ về mang đẹp 130k mã 405. 405 130. Mã 397 chốt chị Cao Thị Thuần. Ồ, oh, xí được bơ tóc. Mẹ 405 130. Mã 113 chốt chị Kim Hương Phan. 53kg đổ về mang đẹp. Mẹ 408 100k. 408 100k. 55kg đổ về mang đẹp 130k mã 114. Mã 114 130. Mã 114 130. 53kg đổ về mang đẹp 100k chốt cho em mã số 383. Mã 383 100k. Rồi bọn em dạ cái này siêu phỏng nha. Cái này là mỏng nha mấy chị ơi. Cái này là khoác mỏng thôi nha. Áo này bán cho mấy chị 130. 57kg đổ về mang đẹp 130 mã số 409. Mã 409 130. 52kg đổ về mang đẹp 100k chốt cho mã 399. Mã 399 100k. Mã 383 chốt cho chị Bích Hợp Lệ.
53 tí đổ về mang đẹp. 53 tí đổ về mang đẹp 130k chốt cho mẹ 417. Mẹ 417 130. 417 130. Mà 409 em chốt cho chị Ngân hả? 55 kg đổ về mang đẹp. Ồ cái này cổ long đẹp quá mấy chị ơi. 55 kg đổ về mang đẹp 130 mã 111. Mã 111 130. Rồi cái này rỗi. Test nắp. 55 kg đổ về mang đẹp 150k mã 416. Dạ ít cho mấy chị ơi, mã 416 150k. Rồi bên em sẽ lên máy áo nữa rồi là bên em xuống like nha mấy chị ơi, cũng khuya rồi. 50kg đổ về mang đẹp. Mã 104 100k. Mã 104 100k. Mã 417 em chốt chị Huyền Trang. Mã 111 em chốt chị Dung Maria. Kiếm cái siêu siêu phẩm để mình chốt hẹn. 65kg đổ về mang đẹp. Mã 411 100k. 411 100k. 104. Kiếm một cái siêu phẩm đi em. 411. Mã 104 em chốt chị Hoa hả? 53kg đổ về mang đẹp. Mã 356. 356 100k. Rồi cái này 58kg đổ về mang đẹp. 58kg đổ về mang đẹp 150k mã 117. Mã 117 150k. Cái này 416 này. Mã 416 em chốt chị Vũ Huyền Trâm. Ô cái này bị lỗi rồi, tay màu cũng màu rồi. Rồi cái siêu phẩm này bị lỗi màu rồi mấy chị ơi. Nó bị lem màu mất rồi. Vẽ lại. Không, cái này nó bị đỏ. Vẽ tay nó trắng nó bẩn. Mã 356 em chốt cho Tùng Hằng. Cái này 100k mấy chị ơi, cái này 100k này, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Bị lem màu rồi. Cái này nó bị ấy, cái tay mất rồi. 100k nha mấy chị ơi. Mẹ bao nhiêu này? Mẹ 117 100k nha mấy chị ơi. Cô chốt lại mẹ đó đi em. Chốt lại mẹ đó đi. 411 em chốt cho Phúc Bảo. 100k. Từ từ đã. 411 mấy chị phải thêm cho em 100k vô chứ không là em sợ như hồi nãy là chốt giá 150 á. Mấy chị comment giùm em là 411 100k nha. Rồi, siêu phẩm. 111. 111 chốt hàng em. Rồi mà áo cuối cùng nha mấy chị ơi, cái này cỡ tầm 60kg đổ về mang đẹp nha, 250. Chỗ đẹp quá. 250 nha các chị ơi, 250. Rồi nào chị nào chốt hạ áo cuối cùng. Mà siêu phẩm này. Em chốt cho Phúc Bảo. Lấy chưa? 100k hả? 107. Chốt cho mẹ mẹ siêu phẩm đỏ nha mấy chị ơi. Mã của sản phẩm này gì? Rồi rồi. Không mãi luôn. Ngân Hà. Mã 250k cho chị Ngân Hà. Ngồi em chào. Đấy. Rồi thôi ngày mai nha mọi người ơi. Ngày mai nha. Hẹn mọi người buổi trưa ngày mai bên em live tiếp nha. Bây giờ trễ rồi. Xin chào cả nhà nha. Mình chưa được cái nào. Rồi mấy chị ơi, hẹn mấy chị ngày mai nha. Mấy chị ngày mai nhớ là phải tương tác tốt lên chị em nha. Bây giờ là hết giờ rồi mấy chị ơi. Bây giờ thực ra là bây giờ em đuối quá rồi. Với lại bên em bây giờ đơn ngập nhào rồi nha mấy chị ơi nha. Rồi trưa ngày mai 1 giờ trưa nha các chị yêu nha. Chị nào chưa kết bạn thì nhanh tay bấm kết bạn.
theo dõi và để chế độ xem trước. Khi mà bên em phát like sẽ báo về điện thoại cho mọi người nha. Và mọi người lên săn hàng đầu like nào. Rồi xin chào cả nhà, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào, bye bye.